Mày ơi, tao hú anh em ơi. Vô tao hú anh em ơi. Vô à, hôm nay mình với sao mình với B lại tiếp tục đi sinh tồn ở khu vực tổ trống. Hôm nay hai anh em mình đi sinh tồn ở trong khu vực hòn cao chắc ngang còn sống đó. Vô hòn sóc nha anh em, hôm nay sô cà lại bán cái này nữa rồi, được anh em. Ở đây chút nữa mấy anh em mình nướng chim ăn luôn anh em ơi. Rồi tiếp tục anh em ơi, quá đã anh em ơi. À, cây không mà lên gì nổi. Bên đây trống không? Đâu vậy, đâu vậy? Má cây không mà. Anh dí nó từ bên đây mà chạy qua tới cưng luôn á. Nó phóng qua này. Phướng trắng. Ba đâu rồi? Chiều nào. Trời ơi là trời. Rất chị béo anh em ơi. Này. Con chị béo nữa nè anh em ơi. Này. Hai con nó rớt rồi đó. Mày rớt nhánh cây đó. Hai con có cầm đó. Gì là cho chảo hả? À? Trắng nhách tướng con. Giết nó. Nó không rớt đâu. Nó đeo kìa. Rớt rồi, mất biển rồi. Rồi em ơi. Nghĩa cái anh bắn mới được B. Không biết là rớt hả? Không, thật không đến bắn chết. Thế cái xác sức trúng đích nó khó hơn. Má được. Bông, nè, gửi đi. Năm bài đâu? Rồi. Không bay đâu em yên. Ủa đâu rồi vậy? Chưa chưa đi. Ăn canh ớt mới được. Dạ dạ dạ. Má. Dây này lệch. Rớt nè.
vô trong, vô trong, cầm cầm đó, cầm đó. Thiệt tư đồ. Ngồi dây điện gần vậy chết hơn. Nhìn đi anh. Một viên ôm bi đó bay, cái hố bông xẻ cánh này kìa, bay luôn rồi. Ừ má trời, trời không đâu, bắn bay rồi. Hay gì? Đâu? Anh nghe bụp rớt mà. Rồi chết rồi bơi. Đeo ghê kìa. Chết rồi. Cứ bắn xuyên ngang mà. Cái nữa. B bắn được con chèo béo này mày. Dạ chèo béo. Bắn nó đi. Nó bay vợ tỉnh đó. Rồi. Đi tiếp anh em ơi. Rồi tới anh em ơi. Hai anh em mình đi cả một ngày trời. Giờ hai anh em mình dừng ở cái bãi ruộng nướng với nấu mì ăn anh em ơi. Nhà B nó làm dây, lấy dây rồi nó quấn hồng vịt. Mình đi kiếm củi. Chim nè. Sầu ca bán cũng nhiều lắm nghe anh em. Đây cu. Đây chào chào. Cá đóng luôn chứ ít đâu. Tôm hú luôn nghe anh em. Đây cu nè. Quá trời cu luôn thấy không. Con tôm hú nãy còn sống chắc chết rồi. Nó còn sống cục với mây nữa. Ơi. Ừ. Một em tôm hú. Đi đầu. Mày ấy sụt cà bắn mà. Hồi nhau lông anh nướng luôn. Anh em cũng đói. Đấy. Chào béo. Cu. Chào chào. Nãy con B nó nói một vịt đi rồi. Ghé nàng. Cu. Có kiến kêu tao tảo cho béo gì nhau sao kêu kêu quá trời anh em ơi, lại là tôm ngộ không nghe anh em, vô bánh này tôm ngộ không, tôm ngộ không, tôm không có gì đâu. Thì à nhắc gì ta. Thấy chưa, một đống chim. Rồi mình nhổ lông thôi anh em ơi. Giờ mình đi gom củi. Kêu nước nấu rồi mì anh em ơi. Chim quay qua em ăn thu luôn đi chim, đấy chim thương bé. Em lấy em gạt đít lụm rồi. Bồ quá nổi. Ít rồi rồi, thiếu rồi. Còn ngọn trái, ngọn trái. Kè đổ kìa. Hết tôi này hết ha. Đủ rồi đó. Còn kia.
ngồi chảy mẹ ơi. Để ăn xong rồi anh em về đi mày. Sinh tồn là chắc bê về bánh luôn anh em ơi. Giờ mấy anh em mình ăn xong rồi về luôn chứ quá trời nắng này. Dẫn bê đi 2 ngày 3 ngày. 2 ngày. Sợ luôn. Rồi bây giờ kết thúc đây nha anh em. Đăng ký kênh ủng hộ nha.